Xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần điểm tin đầu tuần với đối dũng à, Cáo lỗi quý vị ngày hôm nay Hồ Văn Xuân Nhi lại đi xa Thành ra không mình tôi làm mà thôi xin cáo lỗi cùng quý vị Và tuần tới anh sẽ trở lại Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay Với bản tin liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung à, Tình hình rất là căng thẳng à, Không biết là có lối ra lối thoát hay không chưa biết nhưng mà báo cáo mới nhất ngày hôm Chủ nhật vừa rồi cho thấy là uh, Trung Quốc nhập cảng hàng hóa từ Trung, từ Mỹ vào giảm 22.5%. Trong lúc xuất cảng qua Mỹ giảm 16%. À, tức là nhập cảng giảm nhiều hơn là xuất cảng giảm. Uh, và các cái con số thống kê của hải quan, quan thuế của Trung Quốc hôm Chủ nhật cho thấy là số hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc trị giá 10.3 tỷ đô la. Sau khi là Trung Quốc gia tăng đánh thuế hàng hóa của Mỹ bắt đầu ngày 1 tháng 9 từ 5 đến 10% cũng như là một số hàng hóa à, được coi như là bị à, hóa lại, họ là cancel hủy không có không có mua nữa đó, Trung Quốc hủy của Mỹ. Ở xuất cảng của Mỹ à, xuất cảng sang Mỹ của Trung Quốc cũng giảm luôn. Như vậy là tôi nói hồi nãy là giảm 16% tức là còn có 44.4 tỷ đô la. Có nghĩa là mặc dù giảm, hai cái đều giảm, xuất càng của Trung Quốc và Mỹ cũng giảm mà nhập cảm của Mỹ vào Trung Quốc cũng giảm. Nhưng mà sự khác biệt thâm thủng mậu dịch vẫn khá cao. 10 tỷ, 10.3 tỷ đô la so với 44.4 tỷ đô la, như vậy là chênh lệch khoảng 34 tỷ. 34 tỷ đô la, tức là Mỹ bán hàng sang Trung Quốc ít hơn là Trung Quốc bán hàng sang Mỹ. 34 tỷ đô la, đó là điều mà tổng thống Donald Trump chắc chắn là không hài lòng, bởi vì ông chính sách đánh thuế của ông là coi như là nhắm vào cái chuyện mà giảm thâm dụng ngân sách, anh à, thâm dụng mẫu dịch hai bên, nhưng mà nó chỉ có giảm thôi, giảm là giảm đều cả hai bên thành ra thâm dụng nó vẫn là mức cao. Ờ, trong cái đó thì sáng ngày hôm nay ông Ernst Stinuchin bộ trưởng tài chính của Mỹ cho biết là hai bên về căn bản đã đồng ý cái khái niệm của các cuộc chiến thương mại như thế nào và vào tháng 10 tới đây hai bên sẽ họp lại ở vòng thứ 14 ở tại Washington DC ngoài ra vào tháng 11 tới đây tổng thống Donald Trump chắc chắn sẽ gặp à, chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức ở Chile hai người cũng sẽ dàn xếp để giải quyết cái vấn đề cuộc chiến thương mại